mặt âm dương nhận ra lá sâm đã tròn trứng được sâm ra lại sâm. Tại bàn dậy sớm Tết đông vui, ai cũng đọc tên số sâm của mình và nhà chùa có giấy xem dài sâm cho bao người thật bay xin sâm xuân thương tương ra đạo công danh ước sao. Bàn dậy sớm Tết